Kính chào tất cả các quý khách hàng của xưởng gỗ Giá Tận Gốc Thiên Phú. Ngay trước mắt các quý khách hàng đây là một mẫu sản phẩm sofa góc gỗ gõ đỏ. Bên em đang bán công khai sản phẩm với giá 26.800. Một bộ sản phẩm phù hợp với những bác nào mà ở chung cư. Cực kỳ là hiện đại các bác nhé. Dễ lau chùi, đơn giản và rất dễ lau chùi. Vâng, bộ sản phẩm này có điều gì đặc biệt và những món của bộ sản phẩm này như thế nào thì ngay sau đây em xin giới thiệu ngay cho các bác. Bộ sản phẩm này thì gồm có hai đôn, một bàn và hai đoạn ghế như thế này. Cực kỳ là đơn giản thôi ạ. Hai chiều ghế thì một chiều là 2m15, một chiều là 2m6 các bác nhé. Vâng, một chiều là 2m15 thì sẽ là chiều ngắn này, còn chiều là 2m6 là bên kia các bác nhé. Gỗ gõ đỏ thì là một loại gỗ có chất liệu cực kỳ là chắc chắn. Cực kỳ là chắc chắn các bác nhé. Em xin nhắc lại, cực kỳ là chắc chắn. Và màu gỗ nó sẽ hơi vàng sáng một chút như thế này. Đây là em mới dựng thô, dựng mộc lên như thế này. Còn khi nào mà phun 7 lớp lót và một lớp BUM lên nữa thì sẽ cực kỳ là nổi vân lên các bác nhé. Cực kỳ là nổi vân lên. Đảm bảo cho các bác là hàng không rác. Nhặt những tấm gỗ lục lõi nhất của cây gỗ các bác nhé. Vâng, em sẽ gỗ ra và đã chọn những cái tấm lục lõi nhất để làm một bộ sản phẩm như thế này cho các bác. Cực kỳ là đẹp, cực kỳ là sáng luôn ạ. Phong cách của bác nào mà màu trắng hoặc là sáng sáng một chút thì kê bộ này vào thì cực kỳ là ưng ý, cực kỳ là đẹp. Cực kỳ là dễ lau chùi các bác nhá. Bởi vì rất là đơn giản thôi, cực kỳ là dễ lau chùi. Chiều này bên em làm là 2m15 các bác nhá, 2m15. Sâu là 65 ạ, sâu là 65. Còn một chiều bên này là 2m60 các bác nhá. Sâu là 65 luôn. Và ở bên này thì có một cái táp và mình có thể để đồ ở trên này. Vâng, cực kỳ là tiện đấy ạ. Đơn giản, dễ lau chùi. Tiếp theo là chiếc bàn. Bàn thì bên em có làm theo kích thước là 70 x 1m40 các bác nhé. Bàn 70 x 1m40. Mặt bàn thì là nguyên một tấm. Mặt bàn thì là nguyên một tấm và có luôn ngăn kéo để kéo ra kéo vào đây các bác ạ. Bên em có làm ngăn kéo để kéo ra kéo vào. Nhưng do là đã cố định vào rồi nên chưa thể kéo được. Thì khi nào mà hoàn thiện thì sẽ có một ngăn kéo ở đây như thế này. Và ở trên này các bác có thể để đồ, ấm chén chẳng hạn, khi nào mà không dùng tới nữa hoặc mình có thể lau chùi trên mặt bàn thì mình có thể để ấm chén xuống đây. Cực kỳ là tiện các bác nhé. Cực kỳ là tiện với những bộ bàn, với những mẫu bàn ghế như thế này. Đơn giản. Tiếp theo là hai chiếc đôn con. Hai chiếc đôn con thì em có làm kích thước là 37 x 37. Làm vuông kích thước 37 x 37 các bác nhé. Các bác nào thắc mắc gì về bộ sản phẩm này thì xin vui lòng liên hệ đến số điện thoại 0966 953 553 hoặc có thể đến trực tiếp cơ sở em, cơ sở 1 ở đối diện công ty giày da thuộc xã Việt Hùng, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Cơ sở 2 là cạnh cây sang cầu Bài thuộc xã Việt Hùng, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Vâng, hoặc các bác có thể để lại cho em kích thước phòng khách của nhà mình ở ngay dưới comment để em có thể tư vấn kỹ càng hơn cho các bác. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo ạ.